Hello mọi người nhá. Xin chào mọi người. 9.900 new. À, đây mô đem đây nhá. Đây. Đó. Bây giờ nó sẽ mở hộp ra. Mở hộp cái máy đếm tiền nhá. Vận hành. Anh đừng xé giấy, anh ấy đít nha. Không sao. Không làm sao, mình đang quay video đây rồi. Em mở thôi, không sao. Lúc nào hướng dẫn sử dụng thôi. Thôi. Sạch hai phát pin đây. Chào các bạn nhé. Chào các bạn. Các bạn nhé này. Đấy. Hôm nay mình sẽ review các bạn cái máy đếm tiền. Đây, trong đây nó mới cái hóa đơn. Trong đây này, có cái hóa đơn này. Cái ngoài chỉ là cái đấy thôi. Cái ngoài chỉ là địa chỉ gửi hàng thôi. Cần phải giữ cái hóa đơn kia để chúng ta bảo hành nhé mọi người nhá. Ô xịn xò nhá. Cái này là để phủ máy khi đây là phủ máy khi sử dụng xong đấy. Đây là hướng dẫn sử dụng này. Đây là cái gì đây? Đây là cái màn hình đếm tiền này. Màn hình. Cái màn hình. Đó. Màn hình kết nối ngoài. Màn hình hiển thị này. Đây là dây cấp nguồn này. Đây, tiếp theo đây, nhân vật chính đây. Có cắm điện thử xem dùng được không anh? Đã bộ này. Unbox này, vận hành này, nó về đầy đủ. Vẫn là chưa unbox chưa xong. Đổi đổ lắm. Từ đây. Với cái ông YouTube á. Đây nha. Đây có cái quai đây đúng không? Cái quai nhấc lên. Nhấc lên đây. Từ đấy. À, đây nó là cái này nè. Cái này là cái quai mà anh cẩn thận động gãy nha. Đây. Trước kia là cứ cho nó ra. Đây có cả tem chống hàng giả kìa. Nè. Nào. Nào, nhấc em nó nào. Khai. Khai quật được không? Đấy. Ở dưới chắc không còn gì nữa đâu nhỉ. Hết chưa? Hết rồi. Thôi. Cũng ấm này. Hết. Rồi ok. Đây là có đây phải màn hình giống cái máy cũ của mình không? Đúng rồi. Đúng không? Đúng cũng thế đúng không? Kia là cho ra màn ngoài thôi, cho ra kiểu như là ở ngân hàng đúng không? Cho ra màn ngoài được đúng không? Có cái dây VGA mà. Đúng rồi, cho khách nhìn ở bên ngoài chị ạ. Cho nhìn luôn. Đó. Từ từ cắm đã anh. Cắm ấy đã. Cắm cái VGA ra đã. Từ từ đã. Từ cấp. Đây nó là một cái dây VGA cấp ra bên ngoài cái màn hình bên ngoài. Chưa bật, không sợ. À, mình kết nối vào đằng sau các bạn xoay ốc vào nhá. Đây. Nè. Đấy. Như là như cái màn hình máy tính luôn. Hồi xưa. Đó. Kết nối này vẫn là kết nối cũ. Kể ra có HDMI cắm nhỉ. Thì ngon nhé. Yeah. Nhưng mà cái màn này thì không cần đến cái HDMI, nó chỉ cần nhảy số thôi mà. Ok chưa? Con này nó khác với cả cái ấy cũ, nó không có cái điều chỉnh nút à hay điều chỉnh ở đâu? Đây này, màn hình bên cạnh này, à? Màn hình cái này còn xịn xò hơn cái kia à. Đây, thật thì sang bên quay nè. Đây bên này. Cái này là cái nhấc ra nè. Đó, nhưng mà cảm giác nó hơi vướng nhỉ, đúng không? Nó hơi vướng cái này đúng không? Anh hay là anh chưa? Từ từ anh. Chưa nhấc hết. Không, cái này từ mình có thể là mình cho này nó chõi ra được mà. Vặn cái dưới đây này. Đây. Có cái dưới. Cái dưới này nó cho anh nằm ra được đúng không? Ừ, để cho thấp xuống hoặc là cho cao lên này. Đây là cao lên này. Đây vặn cái này mới là xuống này. Nhưng mà quan trọng là cái này này, cái BDB này này. Ừ, một tí nữa là được. Hay à, cái này phải đẩy lại ra anh ạ, cho thì đấy đấy được rồi đấy thì nó mới ra. Rồi. Cái này là cho cái này thì cứ để nó thôi đúng không? Cái này này, vặn cái ốc này là sẽ chỉnh được cái này. Có cái ốc ở bên dưới, đúng rồi. Độ dốc thì này. Khi nó ra được thì mới ấy hất được nó lên. Độ dốc, cái này để chỉnh độ dốc rồi, cái này okay. Này. Đó. Cái này để như thế này cũng không sao. À, cái này thì chưa để thế này còn gì nữa. Còn cái nút này để chỉnh cái độ dốc này này, hiểu không? Cho tiền vào. Đó, ok. Bật nguồn lên, đây, nút nguồn đằng sau này. Bật nguồn lên. Đấy. Đấy. Đây bắt đầu là nó có màn hình bên ngoài. Đây, cái màn hình xanh này nữa này. Đấy. Xịn hơn cơ. Xịn hơn, xịn xò. Đâu cái nào nó chẳng có cái này. Anh cầm nắm tiền anh ném vào xem nào. Xem đếm nó có mượt không nào. Đâu mà có cái màn hình thế này. Úi giời, cầm tiền là nó hay lắm nào. Như này. Đâu cho em nhờ gì không? Không, nhưng mà ý là cái này thì là có thôi. Ừ. Nhưng mà mình không dùng thôi chứ cái là chẳng có cái này. Đây nó hiện ở bên mặt này luôn này.
Đây là tiền để lệch nên là nó báo đúng không? Đây, để xem nào, để anh đến lại này. Đấy, tiền để lệch, để hơi đây lệch là tí. Lẫn lẫn ngoại này thì nó sẽ dừng. Đấy, nó đây. Xem tay anh xem tay nhá. Ừ. Này, đầu tiên này. Phải vuốt để cho nó như này này. Thế ok ok. Cho vào này. Kêu này, mà kêu này do sao đấy? Lỗi gì đây? Bao lỗi gì đây? Yeah, system. Cái này nó khác với cả cái kia đúng không? Hay nó ẩm ngất không à? Đây này, chọn nè, chọn tiền nè. Đây tiền USD này, USD này, euro này. Euro. Tiền euro này, tiền Việt Nam. Đấy, bây giờ mới ấy này. Chế độ mode này, auto này. Đây này. Để xem các chế độ khác này. Chế độ này là đếm tờ này. Đúng rồi. Chế độ này là gì đây? Đói tờ. Đói Thành ơi, đói không? Máy người ta máy mới ảnh. Dùng cái này nó ổn định hơn này. Đấy, này. Auto này. Anh cứ thừa anh. Đi chiêu. Tổng này. À đây là đếm tổng này. Rồi anh thử đếm tổng không cho lẫn cả này vào cho em xem nào. A53 về được không? Ok chưa? Đây cái này nó đây nó hiện lên như này là đếm tổng này. Đó. Thử đếm tổng nhá. Rồi. Đếm tổng thì này lẫn được. Đó. Ok. Bao nhiêu đây? 100 một tờ. 500. Đâu, nó tổng tiền đây anh 53.600.000 đây. Ừ, đúng rồi. Đấy, đây là số tờ. Số tờ đúng rồi. Đây này. Đúng rồi, nó ra hết này này, nó hiện hết ra này. Là 500 đồng 500 là có bao nhiêu tờ bao này? Nhiêu tờ có 107 tờ nhá. 200 là không có tờ nào nhá. 100 là có 1 tờ nhá. Ok luôn. Tổng là 108 tờ nhá. Số tổng số tiền là 53.600.000 đây nhá. Rồi ok. Chưa? Đây cho mấy tờ mình. Đây ở trên đây nó cũng hiện này anh này, đúng không? Cái màn hình này đấy. À, đấy. Cái màn ngoài này cũng hiện này. Đây cái màn màn ngoài này nó hiện hết này. Màn đây là hiện đấy. Hiện số tờ. Hiện số tờ mấy cả là tổng tiền. Đây là cái màn này khi mà mình chỉnh chế độ nhá. Này. Mode này. Đây này. Đây là chế độ auto này. Đó. Rồi. Auto này. Đây là đếm chỉ đếm số tờ thôi này. Chỉ đếm số tờ này chắc là trong trường hợp là đếm tiền giấy. Nó thử lấy tiền giấy đây đếm này, 5.000, 1.000 này. Đó, UV này, shop này. Đây này này, tiền giấy. Total này. Đây mấy tờ 5.000 này. Chế độ này. Chế độ này là đếm nha. Đây nha, ví dụ tiền giấy này nha. Đây anh chuyển chế độ tiền giấy nào. Tiền giấy thì về. Đấy. Ở đây auto không phải. UV không phải. Đấy, thử nhá. Rồi, cao okay. Này, ok. Đó, cao là đếm số tờ thôi. Tiền giấy. Đấy, đếm được đúng không? Được. Quan trọng là mình chưa ấy, mình chưa xếp phẳng thôi. Đó. Đấy. Mấy tờ đấy? Ok, thực ra nó chỉ có mấy cái bước như thế thôi nhỉ? 12 tờ. Hết. Cái này cái đồ gì? Auto là đếm rất cẩn thận đấy anh hả? Không phải đâu, tôi là mỗi tờ 500 thôi. Ừ. Đây là đếm tổng nè. Total này. Total đúng không? Total là đếm tổng nè. Để xem nào. Đây là auto UV IR nè. Là đếm theo cái từng mệnh giá này. Đi tách nè, đi tách là từng mệnh giá. Đấy, các mệnh giá là nó dừng, đúng không? Rồi. Ok nha. Đi tách này. Auto thì sao? Hả? Auto thì sao? Chế độ auto thì sao? Đây cao auto này. Cao này là đếm số tờ này. Đây này auto nhưng mà không có auto nhưng mà không có IR, không có đếm theo mệnh giá này thì đây này, như này là chỉ là đếm đếm số tiền thôi. Đếm tiền này, tiền giấy này. Cao này là đếm số tờ này. Auto này đếm tổng là đếm cả tiền giả.